Vâng, diện tích cam gia tăng một cách ồ ạt đang khiến cho nguy cơ ế thừa cam ngày càng hiện hữu. Trong khi cam tươi thì chỉ tiêu thụ có hạn thì các sản phẩm cam chế biến lại đang rất thiếu. Vì sao trái cam ở Việt Nam lại khó dùng cho chế biến? Trong khi đó rất nhiều nước đã chế biến được các loại nước ép cam hay là cả tinh bột cam. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước mới chỉ có vỏn vẹn 2 nhà máy chế biến cây có múi với sản lượng đạt 30.000 tấn quả một năm, chiếm chưa đến 1% tổng sản lượng trái cây có múi của toàn quốc. Đến nay, 99% sản lượng cam, quýt, bưởi, các loại của Việt Nam là phục vụ tiêu thụ trong nước và chủ yếu là ăn tươi. Nguyên nhân đến từ khâu chọn tạo giống và canh tác. Cụ thể, 100% sản lượng cây có múi ở Việt Nam hiện nay là các giống bản địa. Các giống này nhiều hạt, mẫu mã không đồng đều, sơ, vỏ không đạt tiêu chuẩn chế biến. Cái việc cam này thì rất khó cho xuất khẩu. Thứ nhất là cái hạt của nó nhiều, thứ hai lõi của nó to, còn cái việc chế biến thì nó cũng không phát triển, không phù hợp cho việc phát triển. Thực tế, tại các cường quốc sản xuất và xuất khẩu cam lớn nhất thế giới như Brazil, Mỹ, giống cam được trồng là giống cam không hạt và có chất lượng cao. Bởi vậy, ở các đất nước này, công nghiệp chế biến cam thành nước ép rất phổ biến. Còn ở Việt Nam chúng ta thì thực tế là các cái hộ sản xuất gia đình thì nhỏ lẻ. Và thứ hai là cái việc chăm sóc nó rất khác nhau giữa các hộ gia đình, hay cả những cái việc phòng trừ sâu bệnh hay là bón phân cũng vậy, do đó mà cái chất lượng quả nó cũng không đồng đều. Do vậy mà cái việc mà sử dụng công nghệ trong cái chế biến thì nó cũng gặp khó khăn. Để chế biến được cam, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam cần phải cải thiện giống, chuyển sang sử dụng giống cam chất lượng cao. Ngoài ra phải tổ chức quy hoạch lại diện tích cam theo từng giống để đảm bảo chất lượng đồng đều.